Pila ngủ say từ nãy đến giờ, chung hai đứa kia nó thấy nhau nó nằm võng mà Pila không biết à? Siro nằm nhé, Messi nằm nhé. Được rồi, bắt đầu đưa võng nhá. Messi nó ngồi dậy cái là tự cái võng nó đang đưa luôn. Thôi, đang đưa nhẹ thôi. Làm sao phải giữ được cân bằng. Đây là mẹ, đây là con, đây là Messi, đây là Siro. Ok, thế Messi đang muốn xuống chưa? Messi nằm lâu nhất rồi đấy. Để giữ ra. Đấy. Biết. Đây đây, chúng ta nằm với nhau. Đủ chỗ. Nào, nằm đây. Trèo lên đi. Trèo lên trên thì cứ lên ôm. Lên. À. Phải nhẹ nhàng. Lại, lên lại. Lên lại đi. Cái mặt thì nhìn về đằng kia thì cái máy quay nó còn quay được. Ok, hôm nay thử cho nó ngồi võng xem nào, xem con đứa nào nó sợ. Chị hô lên anh ngồi không? Ôi trời ơi, anh phải lên đây nằm võng thế nào. Này, lên nào. Trèo hẳn hai chân lên, đủ chỗ mà. Nào lên. Xi. Đây là cái Messi rồi nhá. Cái Messi trèo này, đây đi. Messi trèo này, đây trên này nằm bóng kín não. Đây đây. Chân đâu? Đây chân đây. Đúng rồi, trèo lên. Chào mày, chào hai chân sau đây. Nào, khẩn trương, không có siro nữa này, lên mất chỗ rồi. Lên đi. Anh không đẩy mông người đâu. Chào lên. Chào hẳn chân lên. Thế là vẫn phải lê chân lên nào. Rồi. Ok, làm chưa? Rồi. Đấy, còn con siro nó còn đang đưa bóng kia kìa. Đấy. Siro trèo lên đằng sau. Vẫn còn chỗ. Đây đấy. Lên đằng sau cơ. Lên sau. Sau đâu? Sau nào? Đó. Thế là si sẽ là nằm sang bên này để cho hiểu cái đấy cho siro. Nha. Con siro đây này. Bên kia. Ra đằng trước. Sang bên cạnh cơ mà siro. Con đủ chỗ. Mẹ nó xì nặng hơn siro hẳn này. Nên cái bóng tốt hẳn lại luôn này. Sang bên này, chào sang bên này. Bên này cơ. Bên đấy không lên được, bên đấy mẹ nào mà đấy không làm gì còn chỗ. Đấy, thay qua chân mà đấy, siro trèo lên đi. Lên đi. Siro. Lên. Đây này. Chỗ đâu? Trèo lên. Trèo lên đi. Lên. Ở phải. Nhẹ nhường chỗ cho mày. Rồi, hy vọng là không đứt dây bóng. Lên. Ok, đủ chỗ. Mẹ cứ ngồi đấy. Được rồi, ok, nằm xuống. Siro nằm xuống. Ok. Sổ. Siro nằm yên. Siro cứ nằm yên. Đừng để trong trái anh. Rồi, võng nó đung đưa lâu quá, lắc mẹ rồi làm gì. Cái siro nằm nhích chân ở đây này. Đây này. Đấy. Messi nằm xích chân đây, siro nằm xuống. Ok. Xô. Cái võng này quá chắc. Một tạ mấy ở trên võng rồi.
hai con, mỗi con bốn mấy cân, lắc vừa thôi. Một con bốn mươi mấy cân, bên anh 60 cân nữa. Tạ rưỡi, gần tạ rưỡi. Ôi giời, ai người ta đun xe bên dưới đấy. Đâu rồi? Mày quá không, thì làm mà không đòi lên. Nè, chưa nằm xuống đi, nằm thế nào? Nằm xuống. Nằm hẳn xuống này. Không ngồi thế, ngồi thế thế đưa võng nhá. Ngồi yên. Ngồi yên để cho võng nó đông đưa. Sợ thích chưa? Chơi cái trò này có vẻ thích. Bác sĩ cứ thả lỏng ra. Đây là lần đầu tiên cho nó lên võng cho nó ngồi. Để cho nó biết được cái cảm giác tròng trành là thế nào. Siro thì có vẻ chẳng có cảm xúc gì cả. Yên. Chào em. Ngồi yên. Ngã. Đúng rồi. Nằm ở trên võng là phải nằm dẹp xuống như thế thì nó mới chắc được. Chứ không thể ấy được đâu. Không thể nào mà đứng dậy được. Không, không đứng được. Đứng ngã rồi. Đúng rồi. Phải nằm, phải bám thật chắc xuống thế thì mới được. Đó. Nằm yên. Nóng à. Con My nó đòi lên giờ này. My có lên không? My lên đây đi. My nhảy lên. Nhảy kiểu gì? Nhảy lên cho anh không đỡ lên được. Nhảy lên. Anh dừng cái bóng lại cho My lên. My nhảy lên đi. Rồi, nằm đâu? Ok, nằm đấy đi. Ok, nằm ở đấy được rồi. Không phải bò lên trên hết chỗ rồi. Nằm ở đấy cạnh em MC đi. Nằm quay mặt với MC đi. MC lần đầu nằm bóng MC đang thì lạ đấy. My nằm nhiều rồi. Ừ. Thế từ nãy giờ My đi đâu? Đó. MC Bishiro nó nằm ở trên này từ nãy giờ rồi. Nó nằm được một lúc rồi. Áo. Đây. Đấy, quay mặt về đằng trước. Nằm cạnh MC đi. Lại chỉnh cái hướng đây. Ê nhỉ. Làm thế này có thích không? À, chị em liếm nhau đi cho nó sạch cái mặt đi. Liếm mặt cho nhau đi. Hai mẹ con liếm cho nhau đi. Messi với Siro. Hai mẹ con liếm cho nhau đi xem nào. Thôi đi không phải cao. Còn anh còn tay nào để mà xoa cũng mà cao. Rồi Messi cứ làm nhé. Cứ để nguyên cái chân này. Rồi thả lỏng ra, nằm ở trên võng là không cần phải căng cứng nào bị cả. Ui sợ dù gì hết cả cái võng. Đây chỉ có hai chúng ta làm như thế này. Còn Siro nó phi xuống dưới để cho nó ở dưới luôn. Đó. Thế còn Siro ở bên dưới thế nào? Lên trên. Lên trên thì lên đi, anh giữ yên cho lên nè. Siro có lên không? Lên thì trèo lên. Nào. Lên đung đưa. Lên đung đưa. Thêm mà xì xuống dưới đi. Chơi thế. Để chỗ để cho con nó nằm tí. Ông nó lại đang tị với này Messi. Nó đang tị bởi vì Messi nằm ở đây còn nó cũng muốn nằm ở đây. Ừ. Thế con Siro có lên thì lên đi. Con Jumi có lên không? Mi lên thì trèo lên. Được rồi, Mi lên ghế ngồi đây. Siro ra đây. Siro lên đây. Trèo lên. Lên trên võng này. Lên võng đây. Nào. Lên võng nào. Xin nhiều con một tí nhé, nó xin lòng xích xuống này. Đấy, bê cái con của nó xin xuống này. Ui xì. Yên, làm yên, làm yên. Rồi. Lùi lại. Ui xì. Ok. Được rồi.
Đấy là đủ chỗ là con siro lên đi. Đây này. Siro. Kéo lên. Rồi, đặt cái lên. Biết cái kiểu của siro. Không, siro phải nằm vắt qua hai bên, Messi nằm nhất đấy. Không có đèo mông vào ở đằng kia. Đèo mẹ. Ok được rồi. Không, siro nằm nhé, Messi nằm nhé. Được rồi, bắt đầu đưa võng nhá. Ờ, Messi nó ngồi dậy cái là tự cái võng nó đang đưa luôn. Ừ. Thôi, đang đưa nhẹ thôi. Làm sao phải giữ được cân bằng. Chứ nếu mà không mà cứ run, càng run là cái võng nó càng đông đưa. Đấy, bắt cái bài của siro. Cái ý của siro là phải siro phải được nằm gần chủ nhất. Nên là siro nằm ở bên dưới là siro không được hài lòng lắm, siro thị với mẹ. Là phải muốn phải nằm gần chủ cơ. Được không? Messi nằm ở đấy được không? Nằm ở đấy được rồi. Ừ. Thôi, đưa võng vừa thôi. Ngồi yên, ngồi yên. Ngồi yên đấy. Ừ. Đây là mẹ. Đây là con. Đây là Messi. Đây là Siro. Ok, thế Messi đang muốn xuống chưa? Messi nằm lâu nhất rồi đấy. Để giữ nha. Đấy. Biết là cái phải cho nó chẳng này là cho nó đòi xuống. Siro lên đây, này Siro. Siro ơi. Là nó đang ngủ này. Chào lên, lên đây chúng ta làm cái đó. Ừ. Chào lên. Lên làm sao? Siro. Lên. Lên đây chúng ta làm với nhau. Đủ chỗ. Nào, vào đây. Chào lên đi. Chào lên trên thì cứ để nó ôm. Lên. À. Phải nhẹ nhàng. Lại, lên lại. Lên lại đi. Lên. Lên lại. Siro. Vào ra đây. Siro đâu? Lại Messi ra. Chết cái Messi lên đấy chứ. Đây này. Đấy, con Siro nó lên vội quá. Không là nó ngã đánh gọc bạch một phát thôi. Đây này. Chạm lên đi thôi. Có thế nào lên đây không? Ừ. Messi có lên đây không? Không, để anh lấy xích cái võng ra đây nhé. À, Messi sang bên cạnh. Đi vòng ra đằng sau. Đây, ra đây. Ok, Messi trèo lên đây. Có trèo lên đây không? Trèo lên. Ở mặt đằng đấy thì mọi người mới nhìn thấy cái mặt của Messi được. Cái xích đại ra đâu. Xích đây. Rồi, xích đây xong cái đâu. Xích đây. Ừ. Ui, xả quá thì không với được. Cổ quá thì không với được. Phải xích lên thì mới với được. Nào. Nó suy xem nhau cái nào. Xem nhau cái dí cái đầu ở đây xa thế nào sao mới được. Ừ. Đấy gần thế thì mới với được không thơm được chưa thích chăng đó. Chào lên đây. Lên đây. Lên đây chưa. Nằm vào đây. Chào lên. Để hắn hai chân trước lên rồi bên ít lên chào. Hai chân trước đây. Chào lên. Nào. Ui xa. Ui xa. Đúng rồi. Lên chân sau lên đi. Lên chân sau đi. Nào. Bên này bên trước nha. Rồi, bên kia lên đây. Ok. Nhích đây xuống đây. Ok, nằm xuống. Ừ, nằm xuống.
Sao lại có cái gì dính cái đầu này? Đó. Thế này. Con siro nó phi lên, nó cứ phi bộ. Phải nằm xuống. Không, khi mà Messi mà đứng lên là nó gì? Messi đứng lên là cái võng nó chồng chành. Nằm xuống như thế thì mới được. Như thế thì nó mới không đông đưa. Bắt nó đi kia. Ok. Đó. Đó. Sợ là xì xì gái quá. Từ này có con siro là cứ phải kem con siro. Ít được kem nó xì bởi vì là con siro nó bé. Con siro nó bé phải chiều nó nha. Nó xì mới là gái rượu đấy. Ồ. Si với là gái rượu ấy, chẳng qua là con siro nó còn bé nên là phải chiều nó, bởi vì nó là con của Mel Si. Cả ba đứa đều là gái rượu. Bình thường anh chiều con Mel Si, anh chiều con siro là bởi vì nó nhỏ. Nằm xuống để anh đau vào đây. Mel Si đâu, để đau vào đây. Kê đầu lên đây nào, kê đầu lên rồi cho nó tỉnh táo. Kê đây. Cái đầu đấy như nào cho tình cảm này đấy. Nằm xuống, phải nằm xuống đấy. Cứ thả lắm rồi để hai người anh chịu được. Ok thế. Quay mặt về đằng kia. Không tay mặt ở bên này kìa. Không, Messi đang làm như thế này thì lại cứ quay mặt ở bên trong nữa rồi. Giúp qua bên này. Si à. Si. Đây là luyện cơ bụng này. Đẩy cái chân của nó tì lên cơ bụng. Đây là luyện cơ bụng. Đúng rồi. Đấy, phải ngồi thế thì mới được. Cái mặt thì nhìn đằng kia thì cái máy quay nó còn quay được. Thế thì mới được. Thêm nhau nè. Thêm nhau bên nữa nè. Nào. Không cho cái này nó. Không cho cái võng mà nó đông đưa rồi. Nào, xích mặt ra đây. Messi. Thêm nhau cái. Trời ơi quá. Messi xuống gái quá. Messi xinh gái quá, xinh nhất luôn này, giống con siro, hai mẹ con cùng xinh nhất. Nhà này chẳng có đứa nào về nhì cả, đứa nào cũng xinh nhất luôn, xinh như nhau. Ôm chào cái này. Siro xích ra kia để ôm mẹ đi. Siro đã Siro lên võng, Siro phi lầm thế. Mẹ lên nhẹ nhàng để ôm mẹ đi. Thế là Siro đã muốn lên nè. Thế mẹ lại xuống mẹ nhiều con đi. Và xin đi xuống đi. Để giữ võng đây. Và xin đi xuống. Ok, Siro lên đi. Chỗ vẫn còn nguyên. Mẹ nhường cho nó đấy. Siro lên trên. Đấy, mẹ nó xin nhường chỗ cho nó. Lên đi.
Treo lên. Treo lên này. Siro. Treo lên. Treo lên. Lên thì chúng ta mới chơi với nhau, chứ còn ở dưới thì hơi khỏi. Đâu rồi? Đấy, bước từ đấy bước sang đây. Nào. Siro. Ra đây. Đây. Treo lên. Được, treo từ đấy treo sang. Được. Sang đi. Nào, không làm phiền ba để ba ngủ. Sang đây. Nào, mất công nhẹ nhường chỗ kìa. Kìa. Mất công nhẹ nhường chỗ, còn nguyên chỗ đây này. Sang đây. Sang đây. Khi đánh cái rầm cái lên cái này trượt chân ngã dúi dụi rồi. Rồi, thôi giờ không phi nữa rồi. Con Siro đâu nhỉ? Siro ơi. Siro. Siro đâu rồi? Siro. Nào. Siro chuồn rồi. Siro nó chuồn rồi. Ui, Pila ngủ say từ nãy đến giờ, chung hai đứa kia nó thấy nhau nó nằm võng mà Pila không biết à? Hả? Pila ơi? Ừ? Ngủ say thế hai đứa nó thấy nhau nó nằm võng từ nãy đến giờ mà Pila cứ nằm Pila ngủ, Pila chả biết gì. Ui trời ơi. Giờ Pila mới dậy. Thôi để mai nhá, mai dậy cho nào. Mai cho Pila nào. Pila thì chỉ nằm một mình thôi chứ không anh sợ cái cân nặng của Pila. Nhảy lên thì sợ là đứt võng luôn. Một mình nó nằm chiếm gần hết cái ghế ba chỗ luôn.